Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị mùng 4 Tết còn mùng là vẫn còn Tết, phải không các bạn ha? Vâng, xin kính chúc cho tất cả quý vị được an khang thịnh vượng và được nhiều sức khỏe. Vâng, trong thời buổi bây giờ, trong đại dịch bây giờ, hãy mà chúc nhau sức khỏe là một câu chúc mà mình thấy là tốt lành nhất mà đã thực tiễn nhất, phải không các bạn ha? Vâng, kính thưa quý vị, nói về cháu Hồ Văn Cường thì ai nấy đều mừng rỡ cho cháu, và nói thật sự là mừng, thật sự mừng. Vì sau bao nhiêu năm đi hát ròng rã, từ cái tuổi mà 13 cho đến bây giờ, thì cháu mới có được một cái Tết thanh bình ở quê nhà cùng với đồng ruộng mênh mông, những cánh diều bay, rồi về lại Gò Công nghe tiếng sáo diều vi vu, có những rạnh dừa xanh bát ngát, cánh đồng trải dài triền miên, rồi cùng nô đùa với lại các cháu, các em họ và cùng những đứa trẻ ở trong xóm. Đó là một cái niềm mơ ước, nó giống như là trở về cái tuổi thơ của cháu Hồ Văn Cường, cái thời nào mà đã đánh mất đi, phải không quý vị? Thật sự mình thấy rất là nhiều người chúc mừng cho cháu Hồ Văn Cường đã thực hiện được một cái giấc mơ là trở về căn nhà tổ của mình. Tuy rằng căn nhà đó đơn sơ mộc mạc, cũ rách, nó không được nguyên vẹn và nó không được xinh đẹp như những căn nhà của những người ca sĩ nổi tiếng hạng A và có mức cách C cũng phải nói là khủng. Nhưng cháu nghèo thì vẫn nghèo. Căn nhà cũng chưa được có gọi gì là nó khang trang lắm. Thì ra cũng chính vì vậy mà rất nhiều người, phải nói rất nhiều người trong nước và ở hải ngoại và từ Nam chí Bắc đều thương mến cháu là như vậy. Bởi cái tính đức hiếu thảo, rồi khiêm tốn, rồi im lặng, rồi chịu đựng. Và chúng ta nhìn chung lại là đại khái là một ngôi sao. Nếu mà đem so sánh với Phương Mỹ Chi hay là những ca sĩ nổi tiếng khác thì bây giờ người ta đã có đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng mà tại sao cháu vẫn nghèo, vẫn còn nghèo, chưa lo được cái nhà tổ của mình, là cái nhà mà từ thở mà sinh ra đó. Rồi chị cũng vẫn còn lam lũ làm việc chứ chưa có cái sự việc gì thăng tiến trong nghề nghiệp của người chị ruột của mình. Cũng chính vì vậy nhiều người đặt dấu hỏi và nhiều người cảm thương cho Hồ Văn Cường. Cũng vì vậy mà chúng ta biết rằng danh ca Ngọc Sơn có nói rằng nhìn thấy xót xa quá, nhìn thấy thương cho cháu quá. Ai nấy đều có lầm lỗi, ai nấy đều cũng đều có cái quá khứ, đều có một chút xíu gì sơ phạm. Nhưng đó không phải là cái vấn đề để chúng ta tấn công cháu, không các bạn ha? Rồi mình thôi không nêu tên các bạn ở đâu, bây giờ mình thấy còn 2-3 người đó cứ lên tấn công một đứa bé hoài. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết cũng lên nói nữa. Công nhận các bạn rảnh, thiệt rảnh luôn á. Để cái Tết cho nó đoàn viên gia đình đi. Một cái Tết gì mà cứ ra rã mùng 1 cũng lên mắng giết cháu, mùng 2 cũng vậy, rồi mùng 3, rồi đem ba cái chuyện cũ. Nhiều khi mấy cái chuyện đó không có, tôi bảo đảm không có 100% luôn. Các bạn đặt điều các bạn nói không à. Tôi nghe các bạn nói rồi, và tôi cũng chưa tìm được thấy cái bằng chứng nào có thật sự vậy nha. Rồi khi mà cái ai mà dẫn chứng vô thì bạn nói, tôi nghe người này nói, tôi nghe ông kia nói, tôi nghe bà nội nói, các bạn đổi thường người này người kia. Mà các bạn cũng ma lém lắm, khi mà các bạn nói, nghe này thông tin từ người khách, từ một người bình luận này kia nọ. Các bạn tránh cái sự mà người ta kiểm chứng lại. Nhưng mà nói nào ngay mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết ở Việt Nam mình thì là những cái ngày Tết rất quan trọng. Sum họp gia đình vui vẻ. Các bạn có thấy nếu mà có một người nào đó đem bạn, đem cha mẹ của bạn ra nói, bạn có thấy vui không? Hay là bạn sẽ để hận thù triền miên đó, rồi một ngày nào đó để trả đũa lại người ta? Phải không? Thì bạn cứ nghĩ rằng bạn phải đặt cái trường hợp của mình vào cái vị trí của người ta, rồi mới thấu hiểu được. Hơn nữa, hàng nhỏ mới 18 tuổi à, mà nó im lặng chứ nó đâu có trả lời trả vốn, nó đâu có bao giờ mà nói chuyện gì với các bạn đâu. Mà các bạn làm sập cái Facebook fanpage của nó rồi, cái lên tấn công cái fanpage của nó chứ quên. Làm sập luôn. Bó tay các bạn thiệt luôn. Và bây giờ mình muốn chia sẻ một cái tờ báo văn nghệ ở Việt Nam.
đã viết về Hồ Văn Cường như thế nào. Người ta rò rỉ ảnh căn nhà ở quê của Hồ Văn Cường hiện tại, cảnh tượng hoang tàn khiến cộng đồng mạng cũng không dám tin. Vâng, dù hiện tại hiện giờ đó thì mức cát xê đã tăng cao hơn trước, đạt ngưỡng 200 triệu có một xô đó, nhưng căn nhà ở quê của Hồ Văn Cường vẫn sập sệ đến không ngờ. Sau khi rời khỏi công ty cũ, Hồ Văn Cường cùng gia đình chuyển ra ở riêng, hoạt động độc lập. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn nhận được sự hỗ trợ lớn từ phía danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Nhờ đó mà quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 vẫn có số đều đặn, thậm chí mức cát xê còn tăng vọt đến bất ngờ. Trong một chia sẻ của truyền thông, Ngọc Sơn tiết lộ, Hồ Văn Cường hiện tại thu về khoảng 200 triệu cho một show diễn, không cần đính kèm theo bất kỳ ai. Có nghĩa là có thể là Hồ Văn Cường đi hát một mình, có thể có nhiều chỗ người ta trả mức cái xe tới cái mức độ hot đó. Mặc dù tiếng hát của em khá hơn cái lúc mà mới trở lại cách đây mấy tháng. Có nhiều người thì nói rằng là mức cát xê nó hơi quá cao đối với giọng ca của Hồ Văn Cường. Đó là ý nghĩ của mỗi người thôi. Cái độ hot của từng người và cái may mắn trong đường nghệ thuật nữa các bạn ơi, chứ chúng ta không thể so sánh người này với người kia, người nọ. Các bạn cảm thấy là nhiều khi đi thi các bạn nói ủa người này ca hay hơn người kia, tại sao người này rớt, người kia đậu quán quân, phải không? Thì nó cái ăn tổ nghiệp thì nói vậy á. Nhiều khi mình may mắn trên con đường nghệ thuật hơn những người khác, có người thì có tài nhưng lại không may mắn, cái đó là tùy theo số phận duyên của mỗi người. Có thể cháu Cường ăn ở hiền lành, chất phác và được trời thương, ông trời đã phú cho cháu cái giọng hát cảm xúc của sứ giả rồi, bây giờ lại phú cho những người có lẽ là kiếp trước đã mang ơn Hồ Văn Cường. Ví dụ mình nói là có kiếp này kiếp kia đây, bây giờ kiếp này thì xuống để giúp đỡ cho cháu, cho con đường nghệ thuật và con đường tương lai của cháu được hạnh thông hơn, không các bạn ha. Dù sở hữu mức cát xê khủng như vậy nhưng Hồ Văn Cường vẫn giữ lối sống giản dị. Hình ảnh mới đây của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi Hồ Văn Cường ăn mặc đơn sơ giản dị, đi dép tông, nô đùa bên các em ở quê nhà. Được biết năm nay gia đình Hồ Văn Cường về quê đón Tết sau nhiều năm ở Sài Gòn. Điều khiến cộng đồng mạng xôn xao là loạt ảnh ngôi nhà cũ của Hồ Văn Cường được chia sẻ rầm rộ khắp nơi. Không như là tưởng tượng, căn nhà của một ca sĩ nổi tiếng, cát xê cả 200 triệu đồng cho một show lại sập sệ như thế này. Cũ nát đến bất ngờ, tường gạch thì bong tróc được trám vội vàng bằng xi măng, trông loang lổ và như có thể sập bất cứ lúc nào. Xung quanh nhà được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn khó giấu được vẻ đơn sơ và hoang tàn. Nhiều người không giấu nổi bất ngờ, có phần chạnh lòng khi Hồ Văn Cường đi hát nhiều năm mà ở quê nhà căn nhà đó vẫn cũ kỹ đến mức độ khó tin như vậy. Tuy nhiên, thực tế thì trước đây, bố mẹ nam ca sĩ cũng đã từng nói rằng họ chỉ sống đơn giản là không có ý định về quê sống nên không có xây lại nhà mới. Sau khi theo con trai lên Sài Gòn ở tại nhà cố ca sĩ Phi Nhung, cả gia đình đã nghĩ đến chuyện định cư ở thành phố. Bản thân của quán quân Idol Kids năm 2016 cũng đặt mục tiêu là mua nhà ở Sài Gòn để bố mẹ của cháu Cường sống thoải mái và đón các cháu lên sống cùng. Được biết, sau khi rời khỏi nhà cố ca sĩ, gia đình Hồ Văn Cường đã thuê một căn nhà khác để ở. Nam ca sĩ chưa bao giờ tiết lộ thông tin về nơi sống, nhưng một số hình ảnh của fan club đăng tải cho thấy nơi này còn đặt cả bàn thờ của Phi Nhung. Hàng ngày Cường vẫn thắp nhang cúng cơm cho mẹ nuôi sau khi cố ca sĩ ra đi. Đó. Tại sao đôi lúc mình thỉnh thoảng mình nhắc tới cố ca sĩ? Tại vì muốn cho các bạn bên kia biết là Hồ Văn Cường là một người con có hiếu thảo, biết trọng đạo, chứ không phải như là các bạn nghĩ. Các bạn cứ đặt điều, các bạn cứ nhét chữ, các bạn nhét hình ảnh này, nhét những cái xấu xa cho Hồ Văn Cường không à.
Khi ra đi rồi, mướn một căn nhà nhỏ để ở mà vẫn là bàn thờ cho mẹ nuôi của mình để thắp nhang hàng ngày, cúng cơm. Rồi im lặng trước những lời trách móc, những lời trù dập của các bạn. Rồi tôi không biết bên quản lý có làm chuyện gì hay không, nhưng mà thử hỏi như thế này. Thí dụ mà cố ca sĩ còn sống thì cũng không có muốn ai nói động hoặc là tôi ngay trù dập Hồ Văn Cường đến thấy đâu. Thì cho nên các bạn hiện giờ tôi cũng hồi sáng hôm qua tôi cũng có hồi sáng rồi tối hôm qua tôi cũng nghe các bạn cũng lên trù dập cháu Hồ Văn Cường trong những ngày Tết nữa. Có mấy ngày Tết rồi, 3 ngày Tết rồi. Các bạn cũng không để thằng nhỏ yên. Các bạn lên chửi xối xả tới tấp thằng nhỏ luôn. Rồi đem ra những cái chuyện gì đó không. Mà tôi dám bảo đảm với tất cả các bạn rằng các bạn đều đặt điều. Còn những câu chuyện các bạn đưa ra là không có trong thực tế không. Các bạn lấy cái gì bằng chứng minh chứng đi. Các bạn cứ để, đừng có để người khác khi mà người ta bức xúc quá rồi người ta dùng những cái tiếng không đẹp đến cho các bạn. Các bạn nghĩ thử rằng một người nào đó trong 3 ngày Tết đem bạn với lại đám cha mẹ của các bạn, ông bà của các bạn ra nói như thế, các bạn có vui lòng không? Các bạn có chịu đựng nổi không? Thôi mình đã lớn rồi, đáng tuổi là cha chú cô của Hồ Văn Cường luôn đó, chứ không phải là anh chị đâu. Mà các bạn nói thật sự chứ, các bạn trả binh gì cho ca sĩ Phi Nhung không? Chẳng có binh bảo vệ gì chứ nghe. Các bạn chỉ kiếm tiền thôi à, kiếm tiền trên YouTube. Vâng, cứ càng chửi nhiều thấy người ta có nhiều một số người, nhiều khi người ta không hiểu, mình cũng chưa biết hiểu họ nghĩ cái gì. Thấy chửi Hồ Văn Cường cái vô người ta bình luận rồi người ta nói này kia là coi nhiều. Càng nhiều người coi thì các bạn kiếm tiền được nhiều tiền. Các bạn thấy rõ ràng cái điểm đó. Các bạn đặt nhiều cái tích, trời ơi, nó thấy nó vượt cân dễ sợ luôn á. Và tôi cũng cứ cố gắng vô nghe thử có gì đâu. Cũng là mấy cái chuyện tích xưa không à, ngày xưa tích cũ. Các bạn cứ nhào đi nắng lại, rồi ra cái clip, rồi được mấy chục ngàn người coi là mấy chục đô. Ví dụ 50-60 ngàn người coi thì 50-60 đô, nhiều khi hơn con số đó nữa. Các bạn chỉ kiếm tiền, thật sự là các bạn kiếm tiền, chứ các bạn không có bảo vệ gì cố ca sĩ Phi Nhung. Nếu mà các bạn nói là các bạn có bảo vệ cố ca sĩ Phi Nhung, bạn có thấy có đây có ai nói gì đâu. Những người bên em Hồ Văn Cường á, người ta còn tránh né nữa. Chẳng hạn như là tôi sáng tác một ca khúc cho cháu Hồ Văn Cường, tôi còn tránh né chữ này chữ kia chữ nọ để cho nó không để các bạn vừa lòng các bạn đó, phải nói thật sự gì để không dậy sóng nữa. Mà tôi cũng chẳng có nghe bên phía mà những người FC của Hồ Văn Cường lên tiếng trách móc gì của ca sĩ nữa, mà tôi nghe các bạn không à. Các bạn chính là đầu dây mối nhợ để làm hiềm khích cho hai bên chứ không gì chứ á. Đừng có lấy người chết mà trù dập thằng bé nữa. Đó là cái thứ nhất. Không ai cần các bạn bảo vệ dân á. Phải nói thật sự á. Ở đây tôi thấy có một cái, tôi cũng coi một cái clip của em trai tên là Độc Lạ Cà Mau. Vâng, Độc Lạ Cà Mau trong mấy ngày Tết thì cũng không có lên clip. Mình cũng vậy, mình như một, hai. Mình chỉ lên clip nói về chút ít vậy thôi à, nói về chút Tết rồi đem lại hình ảnh xưa của gia đình đưa để đăng lại cho gia đình ở Việt Nam xem vậy thôi, để nhớ lại những kỷ niệm mấy chục năm về trước. Tôi thấy Độc Lạ Cà Mau sau khi Tết cũng có lên nói một chút xíu về cháu Hồ Văn Cường. Đại loại là Độc Lạ Cà Mau có phản biện lợi những lời đặt điều của các bạn, cũng giống như tôi đã nói hồi nãy là các bạn cũng lên mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Rồi tôi cũng với lại Độc Lạ Cà Mau cũng có nghe. Có nghĩa là nghe riêng á, mọi người mà ai nấy nghe đấy chứ không phải là ngồi nghe chung. Thì thấy các bạn có lên chửi rủa thằng nhỏ hoài. Tôi không biết mắc cái chứng gì. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 là để cái Tết đoàn viên gia đình để sum họp và chúc mừng với nhau. Mùa dịch hết rồi, sáng sớm những ngày Tết là niềm vui hân hoan mùa xuân về Tết đến. Các bạn không lo ăn Tết cùng với gia đình, cứ lại xéo sắc. Tôi thấy Độc Lạ Cà Mau nói cũng đúng á. Để cho thằng nhỏ yên đi, các bạn cứ lên đây mà các bạn cứ kiếm tiền bằng mọi cách, nghỉ 2-3 ngày cũng được vậy. Thí dụ các bạn kiếm 3 ngày Tết đi, 1-2-3 một clip hai mấy chục ngàn người coi, các bạn ra hai clip ngày để kiếm 50-60, 3 ngày được 100-200 đô gì đi là cũng được mấy triệu bạc. Thì thôi nghỉ 3 ngày Tết đi, không giống như mình đình chiến vậy á.
Làm nhiều 3 ngày Tết cũng lên sân si chửi lộn mà không phải chửi lộn, chửi người ta không à. Tôi đồng ý với lại Độc Lạc Cà Mau một cái điểm là Wendy nên có một cái clip nào đó để nói chuyện với lại các fans của FC của hai bên, hoặc là thứ nhất là FC của bên cố ca sĩ. Wendy nên 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 nói một cái cách nào khéo léo để họ dừng lại. Thứ nhất, một bên là mẹ ruột của mình, một bên là em nuôi của mình. Và thật sự Wendy cũng không nên để cái chuyện này kéo lâu dài quá, cứ người ta cứ lôi tên em nuôi của mình rồi lôi tên cả bây giờ không nhìn nhận em nuôi đi, cũng nó cũng vẫn là em nuôi mình rồi, tại vì mẹ của Wendy nhận nó mà, phải không? Thì bây giờ không đính chính hay không nói, cứ để người ta cứ ra rả chửi Hồ Văn Cường hay này kia nọ hoài á, thì những FC của bên Hồ Văn Cường người ta tức chứ. Khi một ngày người ta bức xúc rồi đó với lại những cái người mà FC bên kia thì người ta sẽ phản pháo lại, rồi người ta đem tới những cái lời mà không tốt không đẹp đến mẹ của cháu Wendy. Cháu thấy rõ ràng không? Cho nên á, cháu Wendy phải có một clip video, làm không đủ một clip bên kia chưa dừng lại thì cháu phải làm một clip thứ hai để cho cái sự trả lại sự yên bình cho mẹ của cháu, rồi trả lại sự trong sạch và yên bình lại cho cháu Hồ Văn Cường. Chú cũng đồng ý với lại em trai Độc Lạ Cà Mau có cái ý kiến này trong sau cái ngày ăn Tết thì chúng ta nên ngồi xuống dĩ hòa vi quý. Đối với lại mình thì cái gì mình cũng thích dĩ hòa vi quý, nó yên ổn hơn là phải ví dụ giống như ngày xưa tôi giết anh rồi anh đi tìm tôi trả thù, con tôi đi tìm con anh trả thù, con anh đi tìm tìm con tôi trả thù, như vậy chừng bà nào mới hết được, phải không? Chúng ta có thể hòa giảng dĩ hòa dĩ với nhau, dùng những cái lời lẽ văn hóa để đi đến có một cái kết cuộc nó đỡ đoàn viên hơn hơn là ngồi cái xỉa xói với nhau rồi đem một chút xíu câu này là lên chửi bới, hễ mà cứ đi xôi cái một cái câu khác của người kia là lên làm cho nó rùm beng lên, một thì xé ra cho năm, chẳng những năm mà không chịu nữa xé cho thành 10 20 nữa. Đồng ý là các bạn kiếm tiền được nhiều thớt chứ không phải là không à, nhưng mà không có tốt lành vậy chân á. Rồi một ngày nào đó khi mà các bạn lớn tuổi rồi đó, các bạn nhìn lại những cái hành động của mình làm, các bạn sẽ cảm thấy hối hận và những cái việc gì mình đã làm. Thay vì chúng ta hãy để cho cháu Cường yên đi, nó về quê rồi, nó mới lập ra một cái fanpage thôi à, tại sao vô đánh sập thằng chi vậy? Trời, thằng nhỏ đâu có YouTube gì đâu, thằng nhỏ còn không có Facebook gì nữa, mới vừa mở ra được cái fanpage à. Các bạn vô các bạn quấy phá, các bạn đánh sập cái fanpage của thằng nhỏ. Các bạn thấy không, cái này là cái nghiệp này là tự các bạn tạo ra chứ không có ai tạo ra, thằng nhỏ đâu có tạo ra đâu. Các bạn cứ đổ thừa cháu Hồ Văn Cường mà nó có làm cái gì đâu, từ mấy tháng nay nó im lìm không à, nó có nói một câu nào đâu, nó có trả lời trả dốt với các bạn đâu, các bạn toàn là trù dập rồi vu khống, chẳng những cho nó cho cháu Hồ Văn Cường và cho cha mẹ của cháu nữa. Rồi có một lần tôi nghe các bạn còn chửi luôn ông bà của người ta luôn đó, ông bà người ta có làm có mắc mới gì tới các bạn đâu trời, mà Hồ Văn Cường nó đâu có đụng đến chén cơm của các bạn đâu, nó đâu có đến nhà các bạn chửi rủa gì đâu, hay là trả lời những câu hỏi mà bị đặt vu khống của các bạn đâu, nó vẫn im lặng, một mực im lặng. Thế mà các bạn không không tha. Nói tóm lại, tôi đồng ý với lại Độc Lạ Cà Mau là các bạn đang kiếm tiền trên YouTube và kiếm bằng là bất chấp luôn á. Nhân tiện đây cũng cảm ơn Đỗ Đức Hồng nha, anh cũng có coi mấy cái video mà em quay khi đón cháu Hồ Văn Cường ở Hà Nội. Vâng, cảm ơn những thước phim của Đỗ Đức Hồng đã cực khổ gian nan đi đến nơi rồi quay cho khán giả xem. Vâng, thì mình là cũng làm anh em YouTube với nhau. Có gì thì PR cho nhau một chút. Nói chơi cho vui vậy, thật ra anh chị cảm ơn những thước phim của Đỗ Đức Hồng để mang đến cho quý vị những hình ảnh thân thương mà khi mà cháu bước ra cổng sân bay rồi những cái sinh hoạt khi mà ở đó, rồi đại khái là khi mà coi lại vẫn bồi hồi
Mình coi không á, mình còn thấy bồ hồ đây, chứ đừng nói chi là những người mà có mặt tại hiện trường quay những thước phim đó. Vâng, cảm ơn Đỗ Đức Hồng rất nhiều. Chúc các bạn một cái Tết vui vẻ nha. Ở bên đây thì bữa nay là mùng 4 rồi, ở Việt Nam thì là mùng 5, còn 2 ngày nữa các bạn ơi, mình ăn Tết tới mùng 7 đi. Ăn Tết tới mùng 7 ha. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều, nhất là bạn Violet Art, chúng ta dịch cái tiếng Việt là tại vì violet thì có thể là purple là màu tím, nhưng violet cũng là màu tím các bạn, màu tím lợt một chút xíu, thì màu tím nó buồn buồn một chút xíu đó. Thì gọi là Violet Art là cái người mà đến thăm cháu Hồ Văn Cường trong ngày mùng 2 Tết với lại Rosemary. Rosemary thì dịch không được, không có dịch với tiếng Anh được, còn Violet Art thì có thể dịch là nghệ thuật màu tím. Vâng, cảm ơn hai người bạn này đã đến thăm nhà của cháu Hồ Văn Cường, rồi cũng trò chuyện với lại cha mẹ của cháu, rồi lì xì cho các cho cháu Hồ Văn Cường, rồi mẹ của cháu, rồi các em hàng xóm. Với tình nghĩa yêu thương như vậy thì cháu Hồ Văn Cường cháu phải biết nắm lấy cơ hội, và vì tất cả khán giả đặt niềm tin lên cháu cho nên cháu phải dựng bước mạnh mẽ lên và học giỏi, rồi hát thật hay để phục vụ lại cho tất cả quý khách ở năm châu bốn biển yêu bốn bể yêu thương cháu, không phụ lòng tất cả khán giả không các cháu ha. Vâng, cảm ơn bài viết của Violet đã cho tất cả những người thương yêu cháu Hồ Văn Cường biết tình trạng của cháu hiện giờ ra sao. Thấy cháu trở về quê hương, cánh cò Gò Công đã trở về Tiền Giang sau bao nhiêu năm tháng bay mổ cánh ở Sài Gòn. Ở phồn hoa đô thị, nay trở về ruộng lúa mênh mông trên cánh đồng bát ngát, miền quê hương sông nước, để cất cao tiếng hát của mình, để cất cao cánh cò Gò Công, và hy vọng rằng cháu sẽ có một cái Tết như ý, và mãi mãi cháu sẽ nhớ những cái thời khắc này, 7 ngày hay là 8 ngày gì đó, ở quê nhà có những cái Tết giống như là trở về thời tuổi thơ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Cali Sài Gòn chia sẻ về cháu Hồ Văn Cường, và mong rằng các FC bên kia chúng ta ngưng động lại thời gian, sống chậm lại chút xíu, rồi các bạn hãy lắng nghe lại những cái người mà tố cáo trù dập của Hồ Văn Cường, các bạn đọc lại đi, các bạn thấy không có đúng đâu. Vâng, thật sự mình nói với các bạn có xem lại coi, làm như vậy không có tốt, mình người lớn rồi, có nhiều cách để kiếm tiền lắm. Các bạn nên khuyên các bạn đó một chút xíu để chúng ta mọi người có một cuộc sống chậm lại trong mùa thời buổi đại dịch này, sớm mai tức chết, ai còn ai mất chúng ta còn chưa biết được nữa, thành thử ra hãy biết yêu thương nhau các bạn nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.